Chuyển động 360 kính chào quý vị, tôi là biên tập viên Hồng Hạnh, người sẽ cùng đồng hành và đưa đến cho quý vị những thông tin mới nhất. Và ngay sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 29 tháng 11, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu chữa trị thành công hai bệnh nhi mắc COVID-19 trong tình trạng rất nặng, phải sử dụng kỹ thuật ECMO tuần hoàn cơ thể để hỗ trợ tích cực. Hiện cả hai bé đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe. Bệnh nhi thứ nhất là bé trai 9 tuổi, thể trạng béo phì, nhập viện ngày 6 tháng 11 trong tình trạng khó thở. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đánh giá tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, lập tức hỗ trợ hô hấp, thiết lập đường truyền, đồng thời xét nghiệm PCR xác định bệnh nhi mắc COVID-19. Sau 3 ngày nhập viện thì tình trạng của bé ngày càng nặng và nguy hiểm tới tính mạng. Các bác sĩ đã áp dụng phương pháp ECMO cho bé trai. Cùng thời điểm, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận ca bệnh là bé gái 14 tuổi, nặng 62 kg, mắc COVID, được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng tím tái, thở qua nội khí quản, SpO2 dao động từ 60 đến 70%, trụy tim mạch. Nữ bệnh nhi cũng được áp dụng kỹ thuật ECMO để hỗ trợ tích cực. Đến ngày 29 tháng 11, sức khỏe của cả hai bệnh nhi được cải thiện sau thời gian điều trị. Bé trai vừa được xuất viện, còn bé gái đã ngưng chạy ECMO, đang hồi phục sức khỏe, chờ ra. Hơn 500 mét bờ biển thuộc khu dân cư số 1 thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An bị sạt lở, hàng nghìn khối đất đá bị cuốn ra biển. Nhiều nhà dân chỉ cách bờ biển khoảng 20 mét khiến người dân luôn sống trong cảnh bất an. Năm nào cũng lở đấy, năm nào cũng lở, chúng tôi rất là lo lắng. Cái thể mùa đông mà chúng tôi không thể nào mà ngủ được. Không phải, tôi cũng như mọi người dân ở đây, tôi cũng rất là lo lắng. Không thể nào mà chạy mét được, rất là mau cấp cách. Giúp đỡ cho người dân chúng tôi để có được cái bờ kè để mà bảo vệ cũng như là bảo vệ cho người những ngôi làng này. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng người dân sử dụng các vật liệu tại chỗ làm kè tạm ngăn chặn chiều cường. Phối hợp với địa phương và nhân dân tổ chức lấy cát càng chống và tấn thâm để tạm thời là giảm thiểu cái xâm thực của thủy triều, của triều cường vào khu dân cư. Tinh thần chiến sĩ của trạm quản lý và đội biên phòng Sa Kỳ rất là nhiệt tình hỗ trợ cho nhân dân hết mình và làm việc nhiệt tình trong khi mưa gió, bão nhiệt tình, bỏ thời gian ăn uống vẫn phục vụ. Hiện nay thời tiết biển vẫn đang diễn biến phức tạp, tình trạng chiều cường sạt lở vẫn rình rập đe dọa nhà ở của nhân dân. Do đó, Ủy ban nhân dân xã Nghĩa An đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố trước mắt cần hỗ trợ kinh phí đổ đá chắn sóng, nhưng về lâu dài thì cần phải làm kè chắn sóng để bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về sự cố sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Thanh Hóa, khiến đến nay đã có 4 người tử vong. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các bộ cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vaccine phòng COVID-19, nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện bảo quản vaccine phòng COVID-19 đúng quy định, không phân bổ vaccine cho các địa phương không đảm bảo điều kiện bảo quản, chịu trách nhiệm tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 an toàn, khoa học, hiệu quả trên cả nước. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bộ Y tế và các bộ cơ quan liên quan hỗ trợ thỏa đáng, động viên chia sẻ kịp thời những gia đình có người thân tử vong sau tiêm tại địa phương. Chiều ngày 28 tháng 11, tại thành phố Geneva, tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của WTO đối với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và nỗ lực của bà Tổng Giám đốc trong việc điều hành và thúc đẩy các hoạt động của WTO, mong muốn hoạt động của WTO sẽ ngày càng hiệu quả hơn, đóng góp thiết thực vào hệ thống thương mại đa biên, đặc biệt là giúp phục hồi trao đổi thương mại toàn cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho rằng WTO cần chú trọng giải quyết một số vướng mắc kỹ thuật nhằm duy trì sự vận hành hiệu quả của WTO trong bối cảnh ngày càng có nhiều vụ việc tranh chấp phòng vệ thương mại phát sinh. Việt Nam ủng hộ nỗ lực và các sáng kiến cải cách WTO trên cơ sở duy trì sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ, đảm bảo phù hợp với trình độ phát triển và năng lực thực thi của các thành viên, đặc biệt là các thành viên đang phát triển và kém phát triển.
Tổng giám đốc WTO bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam nói chung, cũng như trong thực hiện các cam kết nghĩa vụ trong khuôn khổ WTO nói riêng. Đánh giá cao việc Việt Nam đang nỗ lực sản xuất vaccine ngừa COVID-19, chung tay vào nỗ lực chung của thế giới trong phòng chống dịch bệnh. Bà Ngozi Okonjo-Iweala khẳng định mong muốn phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nhằm thúc đẩy công việc của WTO ngày một hiệu quả. Chiều tối ngày 28 tháng 11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Geneva và có buổi làm việc với Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nhân dịp này, Chủ tịch nước tuyên bố Việt Nam sẽ đóng góp tự nguyện thêm 500.000 USD cho COVAX, nâng tổng mức đóng góp tự nguyện của Việt Nam cho COVAX lên 1 triệu USD, đề nghị chương trình COVAX tiếp tục phân bổ và điều chế vaccine với Việt Nam càng nhanh càng nhiều càng tốt, ưu tiên vaccine cho trẻ em, mong muốn các đối tác tích cực ủng hộ để Việt Nam trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine mRNA là nơi sản xuất vaccine cho khu vực Tây Thái Bình Dương. Đề nghị WHO hỗ trợ kỹ thuật cho vaccine Nanocovax của Việt Nam được tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng toàn cầu của WHO. Tổng giám đốc WHO bày tỏ ấn tượng trước những quyết tâm, nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong phòng chống đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội là bài học kinh nghiệm quý báu cho cộng đồng quốc tế. Giám đốc Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Seth Berkley là giám đốc điều hành chương trình COVAX Aurelia Nguyễn khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ cung cấp vaccine nhiều nhất, nhanh nhất có thể. Tổng giám đốc WHO ủng hộ ý tưởng biến Việt Nam thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine, sẽ trao đổi với bộ phận kỹ thuật về khả năng đưa vaccine do Việt Nam sản xuất tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của WHO. Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước, sẵn sàng có thông điệp nhân ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh vào ngày 27 tháng 12 năm nay, theo sáng kiến của Việt Nam, ủng hộ đề nghị của Chủ tịch nước về việc tạo cơ hội để có thêm người Việt Nam làm việc tại WHO. Chiều ngày 29 tháng 11, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Y tế Chile, ông Oscar Enrique Baris, cũng đang có mặt tại Thụy Sĩ. Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Chile Sebastián Piñera, chúc mừng Chile kiểm soát tốt dịch bệnh, tỷ lệ tiêm vaccine rất cao, đề nghị Chile hỗ trợ vaccine cho Việt Nam. Với các cơ chế hợp tác hai nước hiện nay, Chủ tịch nước cho rằng đây là nền tảng quan trọng để hai nước đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Chủ tịch nước vui mừng khi kim ngạch thương mại hai chiều 9 tháng năm nay đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ trưởng Y tế Chile cho biết Chile sẵn sàng hợp tác và chia sẻ vaccine với Việt Nam, cùng với đó là thúc đẩy hợp tác hai nước trong lĩnh vực y tế. Với việc Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, trong đó đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương mà Chile là thành viên. Bộ trưởng Y tế Chile đề nghị các cơ quan chức năng Việt Nam có những bài viết phân tích về lợi ích của hiệp định này đối với Việt Nam và các thành viên, qua đó góp phần thúc đẩy các nước thành viên sớm phê chuẩn hiệp định này, trong đó có Chile. Tán thành với đề xuất này, Chủ tịch nước cho biết Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương từ năm 2018 và mang lại những lợi ích thiết thực cho Việt Nam. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc thời sự 360 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.